nay là cửa hàng tôi lại bắt đầu là lao một con xe Honda City 2017. Khi em mua xe bên anh thì em cảm thấy thế nào? Em cảm nhận là từ cách thức phục vụ và từ chất lượng xe bên anh thì em nghĩ như nào? Mọi người là nói chung là em cũng là người mua xe không lần đầu, nên là đi vào tình cơ, nhưng mà anh em cũng rất là bình thường thôi, vào xong rồi thấy con xe em thấy ưng quá thế là chốt em rất là nhanh gọn, trong vòng 5 phút thôi. Em có cho xe đi check không nhỉ? Còn mình em thì đấy, anh em cũng chốt thống nhất với nhau thì đi check. Thì nói chung là qua thì tức là về các cái cam kết như là từ cửa hàng thực sự là nó là đúng như thế rồi. Nhưng anh em cũng gọi là check các thứ thì cũng là đúng như cam kết thì sự nó rất là dễ dàng luôn. Và em cũng mua xe thì lần đầu nhưng mà cũng rất là may là gặp là anh em có duyên mà hỗ trợ rất là nhiệt tình, là em cũng rất là tin tưởng. Em thấy là mình là cửa hàng mình rất là thì vẫn rất là ok luôn. Em nghĩ là sẽ có rất nhiều anh em khác thì em cũng sẽ nghĩ sẽ thì cho anh hỏi em một điều nữa là khi em mua được một con xe bên anh rồi thì người thân của em hay bạn bè của em có khả năng giới thiệu được cho anh khách hàng không nhỉ? Chắc chắn à? Như là bọn em đúng không? Anh cũng cảm ơn em. Chúc em đi tốt cùng mình. City 2017 chỉ trong vòng 5 phút mà ông em đã chốt được con xe và ông em đã cho đi check hãng. Đúng rồi. Đã ok tất cả những gì mà bên mình cam kết. Mà ông em về là xuống tiền luôn. Chào em. Em cho anh xin vài lời chia sẻ được không nhỉ? Anh hỏi em một tí. Là khi mà em quyết định mua một con xe bên anh thì em có ý kiến gì không? Em có cái niềm tin về bên anh không? Em chia sẻ nhá, như là vào đây anh em nói chuyện thì rất là thẳng thắn với nhau rồi. Thứ hai là cũng như là mọi thứ thì khi mà đã đi mua xe thì tất nhiên là phải check. Mà check em thấy ok rồi. Và cũng như là những cái gì mà các anh cam kết hay nào ấy đã thể hiện ở trên tất cả những cái giấy tờ. Là đủ. Như vậy là đã đủ mà em cũng thấy là tin tưởng mà cũng rất là có duyên. Và sẽ chốt. Em đơn giản như vậy thôi. Cái mua xe thế vậy. Anh hỏi em một tí nữa là cái niềm tin của em đặt vào bên anh nó được khoảng bao nhiêu phần trăm? Đấy nhanh thì trước mắt thì em nghĩ là nếu mà 100% ấy thì đối với người nó người ta nó điều đúng rồi, nó không thật. Nhưng mà thứ nhất là khi vào mua xe cảm thấy mình đã đạt trên 70-80% là ok rồi. Nhưng mà sau khi quá trình làm việc thì em mới là 90% trở lên. Đúng rồi anh em. Đó là quan điểm của em hiện tại. Bây giờ mua xe đến bây giờ nhận xe như này. Ok em. Thế khi mà em đi check về thì chắc chắn là em check về mà khi những cái cam kết của bên anh thì em đi check về là em thấy là những cái lời cam kết của anh thì nó có đúng như sự thật không? Chắc chắn đúng mà. Đúng thì em mới mua được. Thế thì cái cách thức phục vụ bên anh thì em cảm nhận về phục vụ thì nó thế nào? Em nghĩ là rất là ok đấy. Thứ nhất là các anh cũng rất là thẳng thắn, rất là đặt cọc. Nếu như không đúng thì các anh trả cọc. Cũng rất là theo cái quy trình em nghĩ là nó cũng sẽ là rất thoải mái cho cái người mua cũng như người bán. Đấy, đó là cái sự mà gọi là giữa hai bên là phê với nhau. Tức là rất là thẳng thắn với nhau. Ok em. Vâng. Thì thôi thì anh cũng không biết nói gì hơn. Anh xin cảm ơn em. Và chúc em là đi tốt dùng bền. Và nếu mà có anh em bạn bè mua xe thì giới thiệu qua bên anh.
Thank you.